Lời đầu tiên, em xin kính chào quý thầy cô, quý bác sĩ, dược sĩ đang tham dự hội nghị hô hấp toàn quốc. Em xin tự giới thiệu, em là dược sĩ Võ Hồng Quyên Linh, phụ trách marketing cho sản phẩm Invang, công ty MSD. Hôm nay em rất hân hạnh được xuất hiện tại đây để gửi đến quý thầy cô, quý bác sĩ và dược sĩ một số thông tin về sản phẩm Invang, một giải pháp kháng sinh đặc hiệu trên viêm phổi cộng đồng nguy cơ trung bình. Như quý thầy cô, quý bác sĩ, dược sĩ cũng đã biết, viêm phổi cộng đồng là một trong những tác nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo một thống kê của Adele và Burt, người ta cho thấy rằng tỷ lệ tử vong chung là từ 8 đến 15% và tăng dần theo độ tuổi. Và đặc biệt, đối với bệnh nhân, người lớn tuổi trên 65 tuổi, thì khi mắc viêm phổi cộng đồng, thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75%. Nói đến căn nguyên của viêm phổi cộng đồng phải kể đến những yếu tố về vi sinh. Theo thống kê của nghiên cứu EASIRI năm 2018 và 2019, hai tác nhân chính gây viêm phổi cộng đồng là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae. Ngoài hai vi khuẩn này, còn có một số vi khuẩn khác với tỷ lệ nhỏ hơn và trong đó có thể có vi khuẩn gram âm như Ecoli hoặc là Pseudomonas. Và việc điều trị kháng sinh sớm trong viêm phổi cộng đồng là một yếu tố tiên quyết để giúp giảm tỷ lệ tử vong. Theo nghiên cứu của Hất và Cộng sự năm 2004, trên 14.000 bệnh nhân viêm phổi trên 65 tuổi khi điều trị kháng sinh sớm trong vòng 4 giờ sau khi nhập viện sẽ giúp giảm 15% tỷ lệ tử vong tại bệnh viện và 30 ngày sau khi xuất viện. Và để đồng hành cùng quý thầy cô, quý bác sĩ, dược sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng, MSD tự hào với các sản phẩm kháng sinh và đặc biệt là kháng sinh Invang với phổ kháng khuẩn rộng có tác dụng tốt trên cả vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, gram dương, gram âm và vi khuẩn đặc biệt là vi khuẩn gram âm tiết ESBL. Chúng ta có thể thấy hai tác nhân chính gây viêm phổi cộng đồng là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae thì Invang đều có phổ trên hai vi khuẩn này và đặc biệt đối với vi khuẩn Haemophilus influenzae, Invang còn có hiệu quả trên cả chủng tiết beta-lactamase. Ngoài phổ kháng khuẩn rộng, Invang còn có cấu trúc đặc biệt với nhóm benzoate tiết điện âm giúp Invang chỉ sử dụng 1 gam ngày một lần hiệu quả và thuận tiện không những cho bệnh nhân mà còn cho nhân viên y tế. Đối với bệnh nhân thì giảm số lần tiêm, đối với nhân viên y tế thì giảm công chăm sóc và đặc biệt đối với những bệnh nhân viêm phổi có bệnh nền suy tim với Invang 1 gam ngày một lần giảm lượng dịch đưa vào trong cơ thể rất là hiệu quả trên viêm phổi cộng đồng. Và đặc biệt hơn hết, Invang có khả năng bảo vệ hệ sinh thái bệnh viện, bảo tồn kháng sinh trong các trường hợp nặng và không ảnh hưởng đến độ nhạy của Pseudomonas đối với các cạc ba benem tại cơ sở. Như chúng ta đã biết, hiện nay gần 10 năm đến 20 năm mới ra đời một kháng sinh mới. Trong khi đó, vi khuẩn ngày càng tiến hóa và có những cơ chế đột biến khác nhau. Với sản phẩm Invang giúp bảo vệ hệ sinh thái bệnh viện và bảo tồn kháng sinh, theo nghiên cứu của Prang và Cộng sự, cho thấy là khi tăng sử dụng Invang từ năm 2003 đến năm 2005 lên 4 lần, thì độ nhạy của Pseudomonas đối với lại các kháng sinh nhóm cạc ba benem vẫn không thay đổi và duy trì qua các thời kỳ. Điều này giúp bảo tồn các kháng sinh cạc ba benem 2 cho trường hợp viêm phổi bệnh viện hoặc viêm phổi thở máy với nguy cơ cao của Pseudomonas. Vậy chúng ta vừa đi qua những đặc điểm nổi bật của sản phẩm Invang với phổ kháng khuẩn rộng hiệu quả trên hai tác nhân chính gây viêm phổi cộng đồng là Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae thì Invang là kháng sinh duy nhất với cấu trúc đặc biệt sử dụng 1 gam ngày một lần và hơn hết là có khả năng bảo vệ hệ sinh thái bệnh viện, giúp bảo tồn kháng sinh trong những trường hợp nặng. Thì hiệu quả lâm sàng của Invang như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nghiên cứu của Otis Crew khi so sánh về hiệu quả điều trị của Invang với lại ceftiaxone trên 866 bệnh nhân. Nghiên cứu được tiến hành ngẫu nhiên, bù đôi và hai nhóm được phân chia. Một nhóm sử dụng ectabenem và một nhóm sử dụng ceftiaxone, mỗi nhóm tương đương khoảng gần 400 bệnh nhân. Và
Đánh giá trên hai yếu tố là yếu tố vi sinh và yếu tố lâm sàng. Về đặc điểm nhân khẩu học của nghiên cứu thì số lượng bệnh nhân được phân bố ngẫu nhiên vào hai nhóm Invanc 1 g ngày một lần và Ceftazidone 1 g ngày một lần với tỷ lệ bệnh nhân da trắng, da màu và bệnh nhân gốc Tây Ban Nha tương đương giữa hai nhóm, về độ tuổi cũng tương đương giữa hai nhóm và đặc biệt là về tình trạng độ nặng của mức độ viêm phổi đánh giá dựa trên thang điểm PSI từ 1 tới 5 thì ta có thể thấy một sự tương quan giữa hai nhóm là nhóm sử dụng Invanc 1 g ngày một lần và Ceftriaxone 1 g ngày một lần. Và kết quả của nghiên cứu thì đánh giá dựa trên tỷ lệ thành công từ 7 đến 14 ngày sau điều trị thì ta thấy hai nhóm sử dụng Invanc 1 g ngày một lần và Ceftriaxone 1 g ngày một lần cho hiệu quả tương đương nhau là tỷ lệ thành công lên tới 92% và Ceftriaxone là 91,8%, không có sự khác biệt giữa hai nhóm trên 866 bệnh nhân. Ngoài tiêu chí chính về tỷ lệ thành công sau khi điều trị với nhóm sử dụng Invanc và nhóm sử dụng Ceftriaxone, thì nghiên cứu còn đánh giá về tỷ lệ đáp ứng lâm sàng sau khi hoàn thành liệu pháp điều trị và tỷ lệ đáp ứng vi sinh tại thời điểm DOC thì cho thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm, nhóm sử dụng Invanc 1 g ngày một lần và nhóm sử dụng Ceftriaxone 1 g ngày một lần, tỷ lệ này đều cao trên 90%. Đó là về hiệu quả điều trị, vậy còn tác dụng không mong muốn thì sao? Giữa hai nhóm có sự khác biệt hay không? Thì chúng ta cùng nhìn vào một số tiêu chí để đánh giá về tác dụng không mong muốn. Các tác dụng phản ứng phụ được ghi nhận như tiêu chảy, buồn nôn, nấm candida miệng hoặc đau đầu, viêm tĩnh mạch thì chúng ta thấy có một sự tương đương giữa hai nhóm điều trị. Ngoài ra, một số tác dụng phụ như là ảnh hưởng tới men gan, ảnh hưởng tới tiểu cầu hoặc phosphate thì cũng tương đương giữa hai nhóm điều trị. Đó là nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng. Vậy, độ thấm vô mô phổi của Invanc như thế nào? Thì chúng ta cùng đến với nghiên cứu của Olaf Pukat thì cho thấy Invanc thấm vào mô phổi tốt với nồng độ vượt qua MIC 90 của hầu hết tất cả các tác nhân gây bệnh. Vì vậy, khi sử dụng Invanc, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào nồng độ của Invanc có thể tiêu diệt được các tác nhân gây viêm phổi cộng đồng. Chính vì hiệu quả vi sinh và hiệu quả lâm sàng, Invanc đã được các bác sĩ và các nhà khoa học tin dùng và khuyến cáo là kháng sinh kinh nghiệm khởi đầu điều trị trong viêm phổi cộng đồng, nhập viện không ICU khi có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm và ít nguy cơ cao của Pseudomonas. Đó là khuyến cáo của quốc tế, còn gần đây nhất đó là guideline hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn của Bộ Y tế ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, thì Invanc lần đầu tiên đã được đưa vào khuyến cáo kháng sinh kinh nghiệm khởi đầu cho bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mức độ trung bình, nội trú và không nằm trong ICU. Invanc có thể dùng phối hợp với lại macrolide trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Và không dừng lại ở đó, thì trong khuyến cáo của Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam, Invanc là kháng sinh khởi đầu kinh nghiệm trong điều trị viêm phổi cộng đồng nguy cơ trung bình. Vậy, sản phẩm Invanc với phổ kháng khuẩn rộng có hiệu quả trên các tác nhân gây viêm phổi cộng đồng với cấu trúc độc đáo và kháng sinh duy nhất sử dụng 1 g ngày một lần, hiệu quả thuận tiện và đặc biệt là tác dụng bảo vệ hệ sinh thái bệnh viện giúp bảo tồn kháng sinh trong những trường hợp nặng. Hiệu quả lâm sàng đã được chứng minh qua các nghiên cứu và được khuyến cáo bởi các guideline trong nước và quốc tế. Đặc biệt là guideline của Bộ Y tế vào năm 2020, Invanc được khuyến cáo cho viêm phổi cộng đồng ở mức độ trung bình, nhập viện và không nằm ICU. Và sau đây là một số tóm tắt thông tin của sản phẩm Invanc. Ngoài viêm phổi cộng đồng, Invanc còn có tác dụng trên nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp, nhiễm khuẩn da, mô mềm, nhiễm khuẩn vùng chậu hoặc là nhiễm khuẩn huyết. Ngoài ra, Invanc còn có tác dụng dự phòng trong các phẫu thuật đại trực tràng theo chương trình mổ phiên.
Và sau đây là một số thông tin về chống chỉ định và thận trọng khi sử dụng sản phẩm Invan. Một số trường hợp chống chỉ định là các bệnh nhân quá mẫn với các thành phần của thuốc hoặc có tiền sử phản vệ với beta-lactam, và những trường hợp khi tiêm bắp thì với dung môi lidocaine, thì những cái trường hợp bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với thuốc tê nhóm amide hoặc bệnh nhân sốc nghiêm trọng với clopidogrel thì chống chỉ định đối với sản phẩm Invan. Đối với phụ nữ mang thai thì chưa có nghiên cứu đầy đủ, vì vậy thận trọng khi sử dụng Invan trong thai kỳ khi lợi ích lớn hơn hẳn nguy cơ có thể xảy ra, và đặc biệt đối với người cao tuổi thì tính an toàn và hiệu quả của Invan ở người cao tuổi cũng tương đương như người trẻ tuổi. Về tương tác thuốc và tác dụng phụ thì Invan có tương tác thuốc khi sử dụng đồng thời với axit valproic hoặc là divalproate sodium làm giảm nồng độ của valproic. Về một số tác dụng phụ ghi nhận trên người lớn như là buồn nôn, tiêu chảy hoặc là đau tại chỗ tim, nhức đầu. Dạ, và em vừa đi qua toàn bộ thông tin về sản phẩm Invan. Em xin tóm tắt lại, Invan là kháng sinh phổ rộng, đặc biệt hiệu quả trên vi khuẩn Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenza là hai tác nhân chính gây ra viêm phổi cộng đồng. Ngoài ra, Invan với cấu trúc đặc biệt, dược động học độc đáo, sử dụng 1g ngày một lần, hiệu quả thuận tiện và trên bệnh nhân viêm phổi cộng đồng có kèm bệnh lý suy tim. Và quan trọng hơn hết, Invan giúp bảo vệ hệ sinh thái bệnh viện, bảo tồn kháng sinh trong các trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Invan chính vì hiệu quả vi sinh và hiệu quả lâm sàng, Invan được khuyến cáo trong các guideline quốc tế và guideline trong nước. Đối với guideline quốc tế, Invan được khuyến cáo trong điều trị viêm phổi cộng đồng mức độ trung bình, nhập viện không ICU, và trong những cái trường hợp viêm phổi cộng đồng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm sinh ESBL thì Invan được khuyến cáo đầu tay và lựa chọn tối ưu. Đối với khuyến cáo của Bộ Y tế 2020 và hướng dẫn của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thì Invan được khuyến cáo trong điều trị viêm phổi cộng đồng mức độ trung bình hoặc nặng, nhập viện không nằm ICU. Phần trình bày của em tới đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý bác sĩ, dược sĩ đã dành thời gian lắng nghe, và em xin chân thành cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã tạo điều kiện để công ty MSD được đồng hành cùng Hội Hô hấp Việt Nam trong các hoạt động khoa học. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.